rừng chuối. Nghỉ. Nghiêm. Chào cơ. Chào. Phường 12.
Đỗ Thị Kim Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 13. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Kim Thi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 13. Tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Văn Phú, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu cô Phạm Nguyễn Thanh Lan, phó hiệu trưởng nhà trường, và thầy Lê Duy Linh, phó hiệu trưởng nhà trường. Sự hiện diện của đại diện ban cha mẹ học sinh nhà trường và các thầy cô giáo, tất cả các em học sinh có mặt đông đủ trong buổi lễ sáng hôm nay. Một lần nữa chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và chào đón sự góp mặt của tất cả mọi người trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi được đón nhận rất là nhiều tấm hoa ấm của các ban ngành đoàn thể, các công ty gửi tặng, và thay mặt nhà trường xin cảm ơn các đoàn thể. Xin được cảm ơn quận ủy, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc quận 3, công ty xuất nhập khẩu Mạnh Giàu, trung tâm anh ngữ ICT, trung tâm Hippolyte Education, công ty thức ăn miền Nam, công ty du lịch Suối Trắng, trung tâm anh ngữ Amazon, câu lạc bộ bóng bàn trường Trung Quyền, trung tâm anh ngữ ALS, đảng ủy ủy ban nhân dân phường 12, đảng ủy ban nhân dân phường 13, công ty cổ phần trực tuyến DTP, trung tâm tiếng Anh Highland, công ty thể thao Quang Tuyến và công ty du lịch cộng đồng châu Á. Sau đây, xin trân trọng được kính mời ông Nguyễn Thành Nam, ủy viên thường vụ, trưởng ban tuyên giáo của quận 3 cùng lên sân khấu dẫn ra lãng hoa tươi thắm chúc mừng thầy chào chúng tôi trong ngày khai giảng năm học mới. Xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Phú, hiệu trưởng nhà trường lên đón nhận lãng hoa. Chủ tịch nước lên ngày khai giảng năm học mới, xin trân trọng kính mời.